Hello tất cả các bạn. Thì bữa nay mình đi xuống nhà bạn của mình chơi nè các bạn. Chạy xe thì cũng 35 phút á. Mình xuống đây mình thấy cảnh ở dưới đây cũng rất là đẹp. Nó cũng tựa tựa như công viên, người cũng có gần. Cho nên mình quay ít hình ảnh cho các bạn xem. Bây giờ các bạn cùng đi với mình dạo cảnh nha. Các bạn thấy cảnh đẹp không các bạn? Công viên ở ngoài đó đó. Người ta chơi quá trời ngoài kia cả. Mình đứng người ta mình quay cho các bạn xem bởi vì ra đó thì con nít không mà cũng không có quay được nữa. Giờ đi bộ dài dài nha các bạn. Đường lộ đi đẹp quá. Này là xem cảnh nha. Mình cầm luôn điện thoại. Đi không biết có lắc quá không nữa. Đây nè các bạn. Có một sân cỏ có một chút mà người ta chơi quá trời luôn cả. Bởi vì bữa nay là cũng nắng các bạn. Cứ mưa hoài hà. Cái ngày nào mà có nắng cái là họ đi ra ngoài chơi vậy đó. Mình biết là có con nít nhiều lắm nhưng mà mình quay từ xa thì cũng không thấy rõ ai. Nằm liệt địa hết trơn rồi các bạn ơi. Cảnh nhà đồ đẹp lắm á các bạn. Đây nè. Nhà đẹp không à. Rồi cái nhà kia nó có cái độ ngoài trước là đẹp quá ha. Chiều ra đó đứng nhìn. Tiếp tục đi nữa nha các bạn. Khu này là mình chưa bao giờ đi luôn nè. Không phải không bao giờ. Mình chưa có quay cho các bạn xem. Cái cục cây á các bạn mà họ chế thành được ba cái ghế nè, hay không đó, được ba cục để ngồi. Cái dòm ra ngoài công viên rồi, hay quá ha. Đi dài dài hướng này nha các bạn. Các bạn thấy nhà đẹp không? Trước cửa cái có mấy cái ghế để ngồi. Này trước sân nhà đó các bạn. Tiếp tục đi nữa nha các bạn. Còn cái nhà để bán nè các bạn. Right.
Chảng luôn. Cái chỗ này mình đi cũng khoảng 35 phút mới tới cái chỗ này á các bạn. Bữa nay mình đi chơi xa luôn nè. Mình vừa đi rồi mình vừa quay cảnh cho các bạn xem luôn. Bữa nay cuối tuần cho mình đi chơi. Ở cái góc biển hết hồng không? Sông này là mấy con vịt nó ở không nè các bạn. Mình run nó lại chứ nó ở mút ở bên kia lận. Chỗ này không có gần nhà mình nha các bạn. Rất là xa luôn, bữa nay mình đi hơi xa. Quay ít hình ảnh cho các bạn xem những cái chỗ này mình chưa có chia sẻ cho các bạn. Mình đi chơi chỗ nào thì mình sẽ cho các bạn xem chỗ đó mình đi. Có mấy em dịch tội thấy cưng quá. Tưởng mình cho nó đồ ăn á, nó tới đó. Nhưng mà mình đâu có gì đâu, mình đi chơi, mình đâu có đem gì theo đâu. Đi chơi rồi thấy cảnh quá thì mình chia sẻ cho các bạn thêm xem. Ngoài kia là xe chạy đó các bạn. Đây dịch nhiều quá ha. Công viên nào cũng có dịch hết á. Cái này cũng không phải là công viên đâu các bạn, cũng như cái chỗ trống rồi vô ngồi chơi thôi chứ không phải là công viên. Bởi vì không có gì, trống lỏng mà có một đám cỏ vậy thôi. Rồi đi vô chơi đá banh rồi người ta ngồi nói chuyện đồ chơi vậy thôi. Chứ mình nghĩ không phải công viên đâu. Mình quên nó lại nên nó lắc quá các bạn ơi.
quá các bạn ơi. Hồi nãy giờ mình đi cái hướng mình quay á, chứ mình không phải đúng chỗ đâu các bạn. Mình đi lại hướng khác nữa rồi nè. Có con vịt nó làm ẩu à. Cái sông này lớn lắm luôn á. Mình đi nãy giờ mà chưa hết cái sông này luôn á. Cỏ này cũng rất là ngon. Đi ra ngồi chơi rồi đá banh đồ. Chơi cái kem này dữ lắm. Mình rung nó lại á các bạn, cho nên nó rung quá à. Mình cho các bạn xem mấy cái người áo vàng đó, nó chọi banh đó các bạn. Nó có cái cây á, cái chọi tới banh cái nó quánh trở lại, nó quánh trở qua kia. Xa lắm nhưng mà mình rung nó lại nè, mà mình cầm mình cũng rung quá à. Cái này gặp mình có cái cây á, nó không có vùng. Hôm nay á, mưa các bạn, không có đi ra ngoài được đó các bạn. Mưa lâm râm mưa hoài luôn á. Bữa nay trời nó mới nắng nên mình đi chơi sẵn cuối tuần nữa.
chơi bên này mình thấy sẽ boring quá. Quá trời mấy con chim rồi các bạn. À, người ta ngồi quá trời để ngồi ăn uống đồ chơi á. Mấy con chim á, nó đợi giống như người ta làm đổ đồ thì nó ăn. Quá trời nít nhỏ luôn các bạn ơi, rất là khó quay luôn. Mấy người chơi đó nó xa lắm á các bạn, quên nó lại đó.
still need another person. Reality, where it's like the movie Interstellar deals with time and space.